Good morning, Super Bowl Sunday. Super Bowl là cái ngày thể thao bóng cà na giữa hai đội giỏi nhất của nước Mỹ, thì năm nào cũng là rất là to lớn. Mà nếu như lâu lâu mà có đội nhà vào trong được Super Bowl chung kết thì rất là vui, nhưng mà năm nay đội nhà xém được vô nhưng mà cũng thua. Sáng hôm nay mình thức dậy làm buổi ăn sáng, nhưng mà tự nhiên mình nha thèm cái món trứng gà ốp la đó, mà ốp la kiểu Mỹ, nghĩa là mình chiên cái trứng xong rồi trong cái nhân mình sẽ bỏ những cái thứ này, những cái nguyên liệu này. Đây nguyên liệu của cái trứng là mình sẽ cần hai cái trứng, maybe ba trứng cũng cần, cà tomat, hành và cheese thôi. Khi mình chiên cái trứng lên rồi thì mình đánh trứng mình chiên xong mình bỏ cái nhân vô vậy thôi. Ly cà phê đen không đường của mình đây. Anyway, thôi làm bữa sáng ăn. Cái này là ngon đó nha. Cái bữa thì lười biếng quá, không có làm ăn gì, ăn làm bậy bạ. Bữa nay làm món này là cũng rất là sang trọng. Ok, cái món chiên này thì cũng chiên trứng này cũng rất là dễ. Cái chảo thì mình bỏ tí dầu cho nó trơn rồi thôi. Xong rồi trứng mình đánh ra. Cái trứng này nó hơi nhỏ, mà công nhận lúc này sao trứng bên Mỹ này nó mắc quá trời luôn. Lúc trước mua một dĩ 12 trứng thì có khoảng 4 đồng là cao à. Bây giờ tới 9 đồng, 10 đồng một dĩ. Đó. Mình chiên trứng như cái kiểu bánh xèo, xong rồi mình bỏ nhân ở trong nữa. Thì nhân như mình nói là hành, cà tomat với lại cheese. Thì mình để cho nó đặc đặc một chút, tại vì nếu như cái chính giữa nó còn sống mình bỏ vô cái cà tomat lạnh này nó không chín. Và kiểu ăn sáng bữa sáng của mình mấy cái trứng thì trứng chiên trồng trắng ở trồng đỏ thì ở trên nó gọi là, Việt Nam mình gọi thường gọi là ốp la, nhưng mà ở Mỹ nó gọi là sunny side up hoặc là over easy đó, hoặc là hard boil, là nghĩa là trứng luộc, rồi scrambled egg, rồi omelette, rồi thôi không biết còn nhớ món gì nữa ta. À, nó mềm chính giữa quá, để mình ok mình bỏ nhân vô rồi cái mình xếp nó lại giống như bánh xèo vậy đó. Ok, này không phải bánh xèo gấp ba là gì. Ồ trời, cầm một tay vừa quay vừa làm rồi hơi khó. Cái này là mình học từ trong lính. Sáng nào mình ra vô trong bếp lính ăn á, cái mình có quyền chọn mấy cái món như mình nói sunny side up hoặc là over easy, scrambled egg hay là ôi trời không được, chết rồi. Ok, tắt qua luôn. Yeah, you go, thành công rồi. Bây giờ mình tắt lửa được rồi, tại vì này trứng nó chín quá mình không ngon thích đó. Cái này gọi là omelette. Nhưng thì mình cũng có thể bỏ thêm mấy cái món khác vô nữa, nhưng mà mình cái basic là như vậy đó, cà tomat, hành, cheese. Ok, trứng chiên xong rồi đó. Bây giờ thì mình muối tiêu và cái ớt Tabasco này là mình thích nhất đó. Đây là những cái món mà đây là một cái món, một trong những cái món mình thường ăn sáng ở trong Mỹ, trong lính Mỹ. Yeah. À, thường thường mình ăn, ngày xưa thì mình ăn này thêm toast là bánh mì nướng, rồi cereal, rồi trái cây rồi vậy không? Bữa nay mình ăn vậy chút đỉnh à. Xin mời rắc tí muối. Tí tiêu. Rồi chút nữa mình bỏ ớt vô sao. Lâu quá mình không làm cái món này, tại lười biếng. Chuẩn bị phải cắt chút xíu ba cái đồ mà cũng lười biếng đó. Anyway, mời. Ăn nhiêu đây không đủ no nhưng mà thôi kệ, ăn ít tốt.
cái bụng dạ mình cũng không có như ăn nhiều như ngày xưa nữa. Ngày xưa mà đi ăn buffet đồ gì khoái lắm, ăn cho tới mình ít nhất là ăn cũng 5 dĩa trở lên, thêm một cái lá xê nữa. Bây giờ ăn 2 dĩa là cái bụng nó non, nó cứng ra, nó cứng tức bụng khó chịu lắm. Bỏ miếng ớt vô nó cay cay ngon. Khi mà mình coi YouTube mà mấy đứa mà nó ăn á, nhất là mấy người Hàn Quốc nha, ăn họ dồn dồn, cái gì cũng dồn trong miệng, nguyên một đống miệng chai rộng, mình thấy khó chịu lắm. Ăn mà mình nhé, cái gì mà bỏ như ví dụ trứng gà, họ ăn bỏ nguyên cái trứng vô, ngốn 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 vô cái kiểu đó mình ăn không được, mình ăn cái đó khó chịu lắm. Mình thấy nó mắc nghẹn rồi hai nó vô bụng, mình thấy nó tức tức cái bụng nó no quá đó. Ăn phải kiểu giống như con gái, nhẹ nhàng, ăn như mèo. Mà trong lính thì mà ăn cũng lẹ lắm, nhưng mà không có kiểu cái ngốn ngốn đâu. Tại vì trong 3 tháng quân trường đó, vô qua phòng ăn là rụp 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 ăn cho lẹ đi ra. Cho nên mình ăn cơm cũng lẹ lắm, không có ngồi đó mà nhơi nhơi. Bây giờ ăn không có được nhiều, với lại cũng không có như mình đang ở Việt Nam nên không có được nhiều thứ lựa chọn ăn. Tối ngày cứ coi YouTube mấy đứa nó đi ăn, cứ thèm thuồng một mình. Cái ngày hôm nay là ngày mà Super Bowl đó. Hồi xưa có lúc có thành phố nào á, đến nửa hiệp gọi là cái lúc mà giải gọi là half time á, tự nhiên cầu cống nó nghẹt, dội nước không không xuống được nữa, tại vì uống bia đó, nguyên cả thành phố đó tập uống bia quá trời đó, đến lúc mà half time ai cũng đi vô toilet hết mà giật giật nước, trời nó nghẹt luôn. Cống nó chạy không kịp á. Nhiều người như phụ nữ rồi đó, có chồng cái mai hai ba ông hữu lợi tụ lợi xong rồi cái làm tiệc, mấy ông thì uống bia nhậu coi football, mấy bà thì ngồi coi commercial coi quảng cáo, tại vì quảng cáo với Super Bowl là nhiều cái nó làm hay lắm mà bây giờ chán lắm, với lại half time cái show mà trình diễn lúc nửa hiệp á, những cái tài tử nổi tiếng đó, như năm nay ai chơi nè, như bên mất tiêu đây, hết luôn. Ngon ngon, không tinh bột, tốt cho sức khỏe, cà phê không đường. Anyway, ăn xong hết rồi. Bây giờ mình đi thăm bà già vài tiếng. Phải chị rảnh rỗi rủ anh bạn đi uống cà phê nha. Bữa nay không rảnh mấy. Lâu lâu anh hay gọi rủ cà phê. Rồi, cà phê tán dốc rồi cậu với số. Anyway, mình tạm chào nha. Hôm nay trời rất là đẹp luôn. Mình trước khi đi coi Super Bowl, coi trận chung kết giữa hai đội bóng Cana, mình ăn một cái tô phở, thế này thèm quá, chịu không nổi ăn, cho nên bây giờ mình phải đi bộ. Và đi bộ thì mình kiếm cớ mình mang theo một cái máy chụp hình, cái máy chụp hình để mình chụp hình, và mình sẽ so sánh với cái máy iPhone 14 này, coi cái hình nào chụp đẹp nha.
iPhone 14 nói là chụp cũng không có kém gì mấy cái máy bình thường, mấy cái máy máy ảnh, để mình coi thử. Đây là cái máy ảnh Nikon. Hôm nay bắt đầu trời nắng vậy là hoa nở nhiều lắm rồi. Mình sẽ cầm máy mình đi coi thấy cái hình ảnh gì đó, mình chụp cho nó vui. Lâu quá không chụp hình, lục nghề. Chụp tấm độ nó bị overexposed, xong rồi nhớ lại mình phải chỉnh. Mình để menu chụp hình mà. Bây giờ mình để coi như cái máy tự động hết để cho mình chụp so sánh. Thấy ở đây nhìn phong cảnh cũng đẹp quá, để mình chụp vài tấm thử coi, so sánh. Wow, hôm nay mình hên quá, gặp con nai nè. Hôm nay trên đồi. Từ 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 tới nó sợ nó chạy đi á. Nó đang xuống đồi nè. Nó đang xuống đồi. Tới gần quá nó sẽ bỏ chạy đó. Lâu lắm rồi mới gặp nai. Chạy kìa, hai ba con nai luôn. Ô, con nai nè, đây nè, đây. Chạy qua chân. Mình chụp hình không được tại nơi mình tới nó sợ nó chạy. Đó, chạy lên quá trời. Wow, anh cần nó đó nè. Ồ, nó không sợ mình. Chụp được mấy tấm hình mà nó nhát quá, mình đến cũng gần gần quay được chúng đỉnh nhưng mà không, nó đứng trong bóng tối nên quay không được rõ lắm, nó giờ nó núp ở trong bụi đó rồi. Thôi đi bộ tiếp. Mình mấy cái mé kia đường mấy cái bông người ta gọi là California Poppy nè. Cái mọc quá trời luôn, để mình qua mình chụp tại tấm hình cho vui. Mùa này cái mấy cái bông anh đào nở đẹp nè. Ôi trà, gió quá thổi. Nói chuyện chắc nghe không rõ đó. Để mình chụp vài tấm hình đây, mình so sánh giữa cái iPhone với cái camera. Ăn có rau phở mà cực cái thân. Đi bộ mệt muốn chết luôn ấy. Mà ráng lết trời tới nhà. Chuẩn bị uống vài lon bia coi Super Bowl. Mình sẽ ủng hộ đội màu đỏ. Đội màu là Kansas City Chiefs.
bây giờ là mình chụp edit video này, mình so sánh giữa cái máy chụp hình và cái iPhone coi hình nào chụp đẹp nha. Hôm nay mình cũng không có lục nghề này, không có chỉnh cái máy được, cứ mình để tự động mình chụp. Vậy cũng so sánh đúng, tại vì cái iPhone nó cũng không có chỉnh được gì hết, nó cũng tự động hết à. Ok, thôi mình đi, lát về tới nhà tính sao. Hy vọng gặp lại mấy con này nữa. Trời, bốn con này luôn. Nó lẫn quẩn ở đây nãy giờ. Mình đi bộ gần tiếng đồng hồ trở lại, nó vẫn còn đây. Giờ mà tới coi nó cho mình tới gần cỡ nào nha. Tới gần cỡ nào để nó bỏ chạy. Trong cái xóm này là xóm nhà giàu. Ủa, 5 con lớn. Đây 1 con nữa nè. Sợ chạy rồi. Chạy. Con này không sợ. Mấy kia sợ chạy ha. Hai con này dạng. Hai con mấy con kia chạy đâu mất hết nè. Tới thật gần luôn á. Đứng đây đó có 5 thước. Có cái mũi tên bắn nó cái trúng liền ha. Thôi, quay như vậy cũng đủ vui rồi. Thôi mình đi về nghỉ mệt. Chắc cái tiểu đường coi nó xuống không. Xuống được thì mình làm giải lon bia, coi football. Mình chúc các bạn vui vẻ cuối tuần nha. Và ngày mai là ngày thứ hai rồi. Đầu tuần vui vẻ, may mắn. Hết ăn Tết rồi. Bye bye. Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl.